Rồi, xin chào tất cả em học sinh và quý phụ huynh. Như vậy thì trong các clip trước thì thầy đã quay cho em tới tập 42 rồi đúng không nào? Trong các cái phần về máy tính Casio FX580 VNX này, chúng ta học mà từ tập 1 cho tới tập 42 thì gần như các kiến thức cơ bản của Casio FX580 VNX và cách nhập, cách xuất thì chúng ta đã nắm rất là kỹ đúng không nào? Trong cái thời gian mà thầy gọi là không ra clip ở cái máy tính á, thì thầy đã quay cho em clip về mắt gốc hình và mắt gốc hóa rồi. Thì thầy mong các bạn vào ở trong kênh của thầy, vào ở trong danh sách phát và chúng ta xem để mà chúng ta nắm được cho thầy về cái mắt gốc hình hoặc là mắt gốc hóa các em nha, cũng như là về cái máy tính Casio này, được chưa nào? Và thầy hướng dẫn một xíu các em cách vào kênh của thầy để các em có thể tìm cái danh sách phát các em nha. Đầu tiên em vào YouTube được không nào? Chúng ta bấm giùm thầy cái chữ thầy Quang được không nào? Em bấm giùm thầy cái chữ thầy Quang này, khi đó nó sẽ ra cái gì em? Thầy nó sẽ ra kênh của thầy đây này. Chúng ta nhập vô đây. Em tìm giùm thầy tới chữ danh sách phát đây. Em thấy không? Thấy danh sách phát không? Ta nhập vào danh sách phát thì nó sẽ ra các cái, thứ nhất á là cái video lấy lại gốc hóa này, thấy không? Video lấy lại gốc hóa là mấy chục tập trong đây em nha. Bạn nào mà bị mất gốc hóa này, video lấy lại gốc hình này, thấy chưa? Thì chiêu về cái máy tính Casio FX580 này, thầy ra được 42 tập rồi. Bây giờ tiếp tục thầy lại ra tiếp đó, kỹ năng sống này. Ở trên đây nó có đầy đủ các cái bộ sách toán, cánh diều, kết nối tri thức, khoa học tự nhiên các kiểu này nọ nha. Nấu ăn cũng có này em nha. Đó, em lướt vào đây, khoa học tự nhiên này. Đó, các em cứ vào đây là các em xem là sẽ có hết nha. Đó, các em muốn cái gì cũng có hết. Toán 12 này, toán đại số hình học, sách bài tập vân vân và vân vân. Ở trong đây thì nó đã có sẵn hết rồi. Đó, các em cứ kéo lên thì em tìm cái video nào thì nó sẽ có video đó. Ok, được chưa? Rồi, được chưa nào? Cứ các em cứ vào kênh thầy Quang và vào danh sách phát là ok thôi. Rồi thầy cũng vừa xin phép với em 2 phút để thầy nói một xíu chỗ đó một xíu nha. Chứ không một số bạn cứ hỏi là tìm bài giảng bằng cách nào, cứ vào thầy Quang, vào danh sách phát và tìm thôi. Có tất tần tật tút tụt tụt trong đó các em, gần 6.000 video trong đó, rất là nhiều. Thì nói về tập 43 là sự tương giao giữa đường thẳng và đường cong. Thì nói về bây giờ thầy vẽ hình minh họa để chúng ta thấy nha. Tương giao nghĩa là gì? Tương giao nghĩa là giữa cái đường thẳng, ví dụ đây là đường thẳng đi ha. Đây từ thầy lấy cái này cho em xem. Đây ví dụ như cái đường cong parabol này, thì bây giờ đây là đường thẳng này, ví dụ như này là nó sẽ cắt nhau mấy điểm này, một điểm, hai điểm, là ở đây nó có hai giao điểm này. Còn ví dụ như này nó để như này, thầy để ví dụ đây cái parabol này, người ta hình dung cái parabol đường cong này. Rồi bây giờ đây thầy để cây bút là đường thẳng này, thì ở đây kem nó là mấy điểm, một điểm, nghĩa là nó tiếp xúc là có một giao điểm. Còn ví dụ đường thẳng nó nằm ngoài đây thì nó có cắt không? Nó không có tương giao, nó không có cắt nhau, nghĩa là nó có mấy điểm, nghĩa là vô nghiệm ấy. Nếu chúng ta giải phương trình hoàn độ giao điểm thì nó gọi là vô nghiệm, thì nó không có cái giao điểm nào cả. Ta hình dung nè, hai giao điểm này, một giao điểm này, không có giao điểm nào đó. Nếu như đây là một parabol, nếu như mà đường cong ở trong chương trình lớp 12 chúng ta học các đồ thị hàm số, hàm mặt 3 và hàm mặt 4, ví dụ như là như này. Cái hàm mặt 3 ví dụ như này ha, ví dụ như cái đường thẳng ta như này là mấy giao điểm, 1 2 này, như này là mấy giao điểm, 3 giao điểm này, 1 2 3 này, như mày này mấy giao điểm, 1 2 3 4 này, các em hiểu không? Như này mấy giao điểm, 1 2 này, còn nếu ở trên đây là không có, xuống ở dưới đây là không có giao điểm nào này. Như này là 2 này, cái này là 3 này, cái này là 4 này, cái này là 2 này, cái này là không có giao điểm này. Ta hình dung như thế. Đó. Như vậy thì trong clip này á thì thầy sẽ trình bày với em hai dạng nha, hai dạng mình sẽ tương giao. Cái dạng một này, các em có thể ghi chép giùm thầy về cái phương pháp. Về phương pháp trước này. Thứ nhất là về cái dạng một. Cái dạng một đó chính là sự cái tương giao của cái đồ thị. Cái đồ thị C chúng ta nó có cái hàm số y bằng là fx đó, và cái đường thẳng
là đường thẳng y bằng gx. Thì để mà tìm tương giao ở cái dạng này á, thì chúng ta phải đầu tiên, bước đầu tiên chúng ta phải lập cái gì? Lập cái phương trình hoàn độ giao điểm giữa cái anh C và cái đường thẳng D này. Đường này. Bước 1 là chúng ta lập luận cái phương trình hoàn độ giao điểm. Hoàn độ, tí thầy lấy ví dụ là các em hiểu thôi. Hoàn độ giao điểm, đúng không nào? Giữa hai cái đồ thị đó nghĩa là chúng ta cho fx bằng gx, ta ký hiệu đây là 1, đúng không nào? Khi đó bước 2, chúng ta lập luận cái số nghiệm, lập luận cái số nghiệm, đúng không nào? Lập luận số nghiệm của cái phương trình 1. Cái phương trình 1 đây này là cái số giao điểm, là số giao điểm của cái đồ thị C, đồ thị hàm số C và cái đường thẳng D, đúng không nào? Thì lập luận nghĩa là gì? Nghĩa là ví dụ như nó có hai nghiệm thì mấy giao điểm? Là hai giao điểm. Ví dụ như là hai nghiệm chia ra là hai giao điểm, ba nghiệm là ba giao điểm, cứ như thế. Các em hiểu không? Còn nếu mà vô nghiệm, cái này vân vân. Còn nếu như là vô nghiệm là có giao điểm nào? Không có giao điểm. Không có giao điểm. Được chưa? Đó. Đây. Được nào? Thì bây giờ thầy sẽ lấy một cái ví dụ để thầy làm cho các em. Các em xem nha. Ở dạng 1 này, các em ghi thầy phương pháp này vô. Cái dạng này ở chương trình lớp 9 cũng như là chương trình lớp 12 người ta cũng rất là hay hỏi các em nha. Được chưa? Thầy lấy ví dụ này. Ví dụ đơn giản thôi. Ví dụ 1 ở cái dạng này nha. Tìm số giao điểm. Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số chúng ta có trình là y sẽ bằng x mũ 3 trừ 4x với thầy cho giao với trục hoành. Ở đây thầy cho trắc nghiệm. Đây là khi mà nếu mà chúng ta làm tự luận á, mà cảm thấy làm nhanh á, thì chúng ta làm tự luận luôn, khỏi cần bấm máy tính. Nhưng mà có một số bài á, khi mà tìm sự tương giao này á, nó rất là phức tạp, chúng ta phải sử dụng máy tính nghe em nha. Nó sẽ nhanh hơn. Tại vì đây bữa nay toán thì gần như người ta chuyển từ tự luận sang trắc nghiệm hết rồi các em. Tại vì khi người ta thi đại học cũng như là tốt nghiệp trung học phổ thông thì nó sẽ là gì các em? Nó sẽ là trắc nghiệm. Được chưa nào? A là 0, không có giao điểm nào đó. 2, C là 3 và D là 4. Thì bây giờ chúng ta sẽ giải ở cái bài này. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây các em lưu ý này, để tìm số giao điểm của nó để mà chúng ta chọn đáp án nào ấy, thì chúng ta phải phân tích cái đề. Giao điểm với trục hoành, nghĩa là đồ thị hàm số này với trục hoành. Trục hoành nghĩa là cái gì bằng không em? Nghĩa là tung độ bằng không, nghĩa là y sẽ bằng mấy? Y sẽ bằng không. Các em hiểu không? Như vậy giao với trục hoành là giao với đường thẳng gì? Y bằng không. Đấy. Như vậy thì khi đó y bằng không thì chúng ta sẽ có phương trình hoàn độ giao điểm, nghĩa là gì em? X mũ 3 trừ 4x sẽ bằng mấy? Bằng 0. Khi đó chúng ta giải ra, nếu như phương trình này nó con ta giải ra có 3 nghiệm thì chúng ta kết luận nó sẽ có 3 giao điểm. Nếu có 2 nghiệm thì nó sẽ có 2 giao điểm, mà 1 nghiệm nó sẽ có 1 giao điểm. Và không có nghiệm nào, nghĩa là vô nghiệm thì sẽ không có giao điểm nào. Được chưa nào? Ở đây các em thấy bậc 3 thì số nghiệm cao nhất của nó chắc chắn chỉ là có mấy? Chỉ có 3 thôi. Chứng tỏ đáp án D này loại này chỉ có thể là A, B hay C thôi. Bây giờ để giải phương trình thì thầy chỉ các em rồi, ta bấm mod 9 thôi nè, mod 9. Ở đây là phương trình, ta bấm số 2. Phương trình đa thức bậc, ở đây bậc mấy? Ở đây bậc 3, chúng ta chọn là số 3. Đây số 3 đây, thầy chả làm rất là chậm. Rồi, bây giờ hệ số chúng ta nhập này. Ở đây là hệ số A, chúng ta là mấy? Là 1 này.
Ở đây có x bình phương không? Không có x bình phương. Không x bình phương nên ta nhập cái dữ liệu vào trong máy tính này là số mấy? Số 0. Tới x. X là ta nhập là âm 4. Cái cuối cùng là D đấy. Là không có nghĩa là ta nhập lại số 0. Thì thế nào? Như vậy ở đây chúng ta sẽ nhập này. 1 này. Đây em thấy nhìn trên màn hình này 1 này. Bằng này. Bằng giống như enter để nhập dữ liệu ấy. Ngay chỗ đây 1 là đại diện cho x mũ 3 đấy. Bây giờ tới x mũ 2 không có thì người ta nhập lại số 0. Cứ cái thằng nào mà không có mặt nó là người ta nhập số 0. Bao nhiêu bằng? Ở đây có này, tiếp tục theo thứ tự này, âm 4. Ta bấm vô trừ. Đây. Rồi. Ở đây tiếp tục tới cái thằng gì? Tới cái thằng ở đây là D này. Đây là AX này, AX mũ 3 này cộng BX mũ 2 này cộng CX cộng cho D thì D không có, người ta nhập lại số 0. Đó, bấm vô bằng. Rồi ok, bây giờ bấm vô bằng lần một lần nữa để trải nghiệm nha. Bấm vô bằng này. Bằng này. X1 bằng 2, X2 bằng âm 2, X3 bằng 0. Chứng tỏ nó có máy nghiệm, có 3 nghiệm. Đúng không? Còn cực đại cực tiểu ở đây thì chúng ta không quan tâm. Được chưa? Rồi, ta bấm mất 1. Như vậy 3 thì chứng tỏ ở đây chúng ta sẽ chọn là câu gì? Câu C này. Đó. Vậy thôi. Được không nào? Hiểu không? Hiểu không? Bây giờ tiếp tục một ví dụ nữa đây. Ví dụ 2. Ví dụ này cho cái hàm số y bằng x mũ 4 trừ 3x mũ 2 trừ 1. Đây là đồ thị C. Thì đồ thị hàm số để cho các cái đường thẳng y bằng 2 tại, xem thử là tại mấy điểm. Như vậy ở đây A là mấy nè? 1, B là 2, C là 3 và D là 4. Rồi bây giờ để giải này á, thì bước đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hoành độ giao điểm của C với lại cái đường thẳng này. Chúng ta sẽ cho hoành độ giao điểm nó bằng đó nào. Như vậy chúng ta có là cái số giao điểm, ta ghi ở đây là giải này. Số giao điểm chính là số nghiệm của phương trình. Không, số nghiệm phương trình thì chúng ta sẽ cho là x mũ 4 trừ 3x mũ 2 trừ 1 sẽ bằng 2. Từ đây ta tương đương, ta chuyển vế đổi dấu để cho cái vế bên phải nó xuất hiện số 0. Nghĩa là ta chuyển cái số 2 này qua bên đây đổi dấu, ra được là x mũ 4 trừ 3x mũ 2. Chuyển cái này qua bên đây, chuyển này qua bên đây đổi dấu thì nó sẽ trở thành trừ 2, trừ 1 và trừ 2 trở thành trừ 3 bằng 0. Rồi bấm máy tính thôi. Tại vì cái chức năng của cái thằng FX580VNX này thì nó giải được phương trình trình bậc 4 em. Chứ máy, cái máy ở đời cũ thì không giải được. Cỡ cả FX570 Plus đó, là không giải được em. Ở đây chúng ta bấm menu, bấm số 9. Ở đây chúng ta chọn là số 2 là phương trình này. Sau đó ở đây nó chọn bậc 2, bậc 3 hay bậc 4. Thì đây là bậc 4, ta bấm số 4. Đó, thì bây giờ nhập lần lượt hệ số này. Nhớ này, ở đây mũ 4 thì hệ số đứng đằng trước của nó là mấy? Là 1. Không có nghĩa là 1 này. Người ta nhập số 1 vô nha. Rồi số 1 bấm vô bằng. Rồi tới x mũ 3. Đây này, nó di chuyển tới x mũ 3 này. Mà x mũ 3 đây có không? Có mặt. Chứng tỏ người ta nhập số mấy? Nhập số 0. Bấm số 0. Đó ok. Tiếp tục tới bình phương thì chỗ đây là mấy? Âm này. Các em thấy âm không? Âm 3 này. Nhờ người ta âm 3. Ta bấm vô bằng. Rồi tiếp tục nó di chuyển tới chỗ tới x. Có x không? Cho nên nó có gì x không? Không có x. Chứng tỏ là số mấy? Số 0. Bấm vô bằng. Tiếp tục nó chuyển tới cái hàng số. Cái hàng số ở đây là tương ứng số mấy? Số âm 3. Ta nhập nhìn thấy âm 3 ở đây. Âm 3. Bấm vô bằng. Rồi bây giờ nhập. Nhập xong rồi bây giờ bấm một dấu bằng một lần nữa để ra nghiệm này. X1 này, X2 này, X3 này, X4 này. Như vậy thì bài này nó có mấy nghiệm? 4 nghiệm tương ứng với 4 giao điểm. Chứng tỏ ở đây là chúng ta chọn câu D. Vậy thôi. Các em hiểu không? Được chưa nào? Đó. Đây. Ở phương pháp ở dạng 1. Dạng này thì đơn giản. Gần như chúng ta chỉ bấm phương trình hoành độ giao điểm là ra.
Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi sang một dạng khó hơn một xíu, đó chính là biện luận theo tham số M em nhé. Rồi, thầy vừa mới viết xong em, thì chính là dạng 2. Dạng 2 đó chính là gì? Là dựa vào đồ thị hàm số y bằng fx để biện luận số nghiệm của phương trình theo tham số M. Thì dạng này nó hơi khó hơn một xíu, được chưa nào? Đó, tại vì trong tại sao khó? Tại vì khi chúng ta bấm máy tính á, thì rất là khó ở chỗ là nó có tham số M nữa, đúng không nào? Thì về phương pháp này, bước 1 thì chúng ta cũng sẽ đưa về đưa cái phương trình, đưa phương trình về cái dạng này, cũng là dạng là fx bằng g, trong đó nó có chữ m trong đây, đó nào, tham số m. Bước 2 chúng ta sẽ tiến hành lập luận cái số nghiệm của cái phương trình đã cho là số giao điểm của cái đồ thị C y bằng fx và cái đường thẳng y bằng gx gm, xin lỗi, gm quen mồm, được chưa? Thì bây giờ thầy cũng sẽ cho em một ví dụ để chúng ta hình dung ra được cái cách làm và cách trình bày như thế nào nha. Được chưa nào? Ta sẽ đi phần ví dụ, cho một ví dụ thôi em. Nghĩa là thầy chỉ đưa ra phương pháp, cho ví dụ, một vài ví dụ rồi các em sẽ, từ đó chúng ta sẽ phát triển lên nha. Chứ để mà làm trong clip này thì thầy nói với em rất là dài. Ví dụ thầy là đưa một ví dụ như này, cho cái hàm số y bằng fx có cái đồ thị như hình vẽ, tìm m để cái phương trình là fx cộng 2m bằng 0 có ba nghiệm phân biệt. Như vậy thì ở đây thầy cho đáp án là A thì M này phải lớn hơn 1, B M lớn bằng 1, C M bằng âm 1/2 và D là M bằng 1, đúng nào? Thì cái đồ thị hàm số của nó như thế này, chờ thầy vẽ hình. Chịu khó, thầy sẽ vẽ một xíu để chúng ta thấy. Ở đây là tung độ, đây là hoành độ, ở đây là hệ tọa độ. Rồi, bây giờ thầy sẽ vẽ cái đồ thị như sau. Ở đây là 1, ở đây là âm 1, ở đây là âm 1, ha. Đây là 1, 2, 3, 4, còn đây là 5, được này. Như vậy thì ở đây âm 2, ở đây là 2, chờ thầy biển xíu nha. Xin lỗi, để ý bỏ đây đi. Đây, được rồi, chỗ 1 ở đây. Đây là 1. Như vậy thì cái điểm uống ở đây, đây tắt video thầy vì hoàn thiện cho em xem nha. Rồi đây nghe, thầy vừa mới đồ để cho nó thấy rõ hơn ha. Bây giờ thầy đọc cái đề bài này. Cho hàm số y bằng fx có đồ thị như hình vẽ này, tìm m để cái phương trình fx cộng 2m có 3 nghiệm. Ta lưu ý thầy đây là có 3 nghiệm này.
có ba nghiệm như vậy. Thì hồi nãy về phương pháp thì thầy đã nói là khi đó chúng ta có là fx, fx sẽ bằng gm, chúng ta chọn ta sẽ chuyển thằng cộng 2m này qua bên đây đổ dấu, như vậy thì ở đây nó sẽ bằng là âm 2m. Nghĩa là gì? Fx này chính là y này sẽ bằng là âm 2m, y bằng âm 2m. Mà để nó cắt thì cái đường thẳng này nó phải song song với gì? Y bằng âm 2m, nghĩa là cái đường thẳng này nó phải song song với trục của x. Thì bây giờ chúng ta để cái thước này, thầy để cái bút để em thấy cho nó rõ này. Đây cái bút này, nếu thầy để từ đây h trở lên á thì nó cắt mấy điểm? Chỉ có 2 điểm thôi. Đây, nhưng mà cái đề bài á nó yêu cầu là cắt mấy điểm? Có 3 điểm này. Thì bây giờ này, chúng ta xem này. Đây, thấy không? Nếu như cái đường đó nó nằm ở đây, nếu nó nằm ở đây, thầy giả sử nằm ở đây thì không được này. 1 điểm, 2 điểm, cái đường trường hợp này loại. Tại vì cái đường thẳng y bằng âm 2x này chắc chắn nó phải song song gì? Song song với trục OX, song song với trục OX, đúng chưa? Đó, như vậy thì chỉ có duy nhất ở một chỗ nào, chỗ này này, là có ba nghiệm này. Đây, hiểu không? Cho xuống như đây là thành 4 nghiệm rồi. Ngay chỗ đây mới là 3 nghiệm này. 3 nghiệm, chỗ này là mấy? Chỗ này là 4 nghiệm này, 1, 2, 3, 4 này. Xuống đây là mấy? Đây là 2 nghiệm này, 1, 2 này, 4 nghiệm này, 4 nghiệm này. Duy nhất chỗ đây là 3 nghiệm này. Có 3 nghiệm này, em có hiểu không? Đấy, như vậy thì chỗ đây 3 nghiệm thì ngay chỗ đây em thấy nó tiếp xúc với số mấy đây? Số 1. Chứng tỏ y này bằng mấy? Y này bằng 1. Chứng tỏ âm 2m này bằng mấy? Bằng 1. Từ đây ta suy ra m sẽ bằng mấy? Bằng âm 1 phần, âm 1 phần 2. M bằng âm 1 phần 2 thì khi đó nó sẽ có 3 nghiệm. Đây, hiểu chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn thầy là cột C. Đó, vậy thôi. Được chưa nào? Trong clip sau, ở cái tập 44 thì thầy sẽ quay tiếp cho em các dạng về Casio của nguyên hàm em nhé. Trong cái phần Casio về nguyên hàm thì thầy làm 3 dạng để chúng ta nắm, là tương ứng với 3 clip, được chưa? Là 44, 45 và 46. Chúc em học tốt, bye bye nha. Nguyên hàm. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang với thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok. Hòa đang đẹp em. Đấy, đẹp luôn.